À, xin chào tất cả các bác hôm nay em lại quay lại về cái cây quất thì vào thời điểm này cũng có rất là nhiều bác có hỏi là có hoa để được chưa và quất đảo như thế nào thì đầu tiên em xin nói về quất đảo trước thì nói về cây quất mà đảo ấy thì chỉ có nhà vườn người ta có số lượng nhiều người ta mới đảo thôi còn các bác có một hai cây trồng ở vườn thì cứ để đến tết đánh lên chậu chơi chứ không cần đảo Đấy. Thì còn à về cái cây quất các bác hỏi là xử lý ra hoa kẽ lá như thế nào thì bây giờ em xin nói luôn thì thường thường ấy là hoa kẽ lá như thế này ấy thì mắt lá nào nó cũng sẽ ra hoa thì tỉ lệ đậu quả nó cao và nó sẽ sai hơn là hoa đầu nục đấy bác thấy không gần như là kẽ lá nào nó cũng sẽ có hoa mà nó sẽ ra từ một có thể là có những kẽ lá ra được đến ba bông thì cái, như bây giờ em xin chia sẻ nhá Các bác cứ để già cái lớp nục 2 hoặc lớp nục 3 của các bác Cứ già hẳn lá đi Các bác à, bắt đầu tiến hành xử lý là chỉ cần à, tưới ít nước lại thôi Chứ các bác cứ không nên à, Còn cây nào mà xanh khỏe quá Các bác cắt nước chỉ một hai ngày thôi Đã là khô lắm rồi Vì hôm nay là 20 tháng 4 âm lịch Thời tiết hiện tại bây giờ là đang rất là nắng nóng Nên là mình cung cấp lượng nước, nước một ít cho cây để cho cây nó gọi là héo từ từ thôi thì tỷ lệ ra hoa rất là cao em xử lý cây này ra hoa kẽ ná cực kỳ nhiều này các bác này. chỉ cần để héo có một hôm thôi xong em đưa nước lại ngay Nhưng mà đưa nước vào thì các bác chỉ cần đưa nước cũng bình thường thôi không nên đưa nhiều quá đến khi ra hoa như thế này rồi các bác có thể là tưới nhiều cũng được còn đây là cây tắc ấy có nghĩa là đây là cây quất ngọt này, cũng ra hoa cây ná, đây là cây quất ngọt này các anh nha, ra hoa cây ná rất là đẹp. còn cái cây này quả cháy rồi, quả hoa gọi là ra hoa từ tháng 4 năm ngoái đến năm nay tầm này là bị cháy nắng rồi mà vẫn chưa rụng. thế em cũng xin nói luôn là tháng 4 này, gọi là từ bây giờ đến tháng 5 mà có hoa thì các bác nên để còn không có sang tháng cuối tháng năm đầu tháng sáu thì chúng uh, gọi là bắt đầu mới tiến hành cắt nước chứ cũng không nhất thiết là bây giờ là phải uh, làm hoa sớm vì trung bình là hoa là tháng sáu vẫn là chuẩn vào tết đấy nhưng mà đối với trên chum uh, chậu thì cứ để sớm một chút trước một hai tháng không ảnh hưởng gì bây giờ em uh, đưa các bác ra ngoài vườn để xem uh, cách uh, chăm sóc cũng như bón phân uh, đây là những uh, cây quất uh, trồng ở trên khay khay chậu nhựa đang được chăm sóc và bón phân uh, di nan thì đây đều là hoa đầu nọc của các bác ạ. Đấy, hôm nay là 20 tháng 4 thì hiện tại là đang ra hoa đầu nọc thì tập này có hoa thì để ấy. nhưng mà sang tháng sau nó vẫn có nhưng một số cây nó cũng không có Đấy, các bác xem lệ nó ra cũng không được nhiều sẽ có cây ra rất là sai Đấy. thực tế là các bác xem phân di nan tầm này nên trương rất mạnh luôn nhưng không ảnh hưởng gì đến cây nhá đấy em cho cũng rất là nhiều các bác mà chăm sóc mà như kiểu là sợ mà phân mà tan nhiều hỏng cây thì các bác có thể là bón một à, cân cho 100 cây thì một túi là 5 cân là cho hạ cho 500 cây mà một túi có 200.000 nghìn. 200.000 nghìn mà cho ăn được khoảng tầm mấy tháng mà cho 500 cây thì rất là rẻ Đối với những bác mà chỉ có tầm 2 300 cây ấy, thì mua một gói về cho ăn chắc nửa năm mà có hết 200.000 tiền phân thôi Đấy, Cây vẫn phát triển bình thường Không ảnh hưởng gì, mà phân đã rắc được trên một tháng rồi Cây nộc nếp vẫn xanh, không ảnh hưởng gì đến cây Đây là quất khay trên Quất trồng trên khay trậu nhựa Đấy, Thực tế luôn thì thường thường là bón phân di này mình kết hợp mà tưới thêm kích rễ của dinan thì cây nó phát triển sẽ ổn định hơn thì thực tế là cái phân di nan này rất là rẻ nhiều bác cứ nghĩ là nó đắt nhưng thực tế khi mình mua khoảng một gói 5 cân mà cho 500 cây đối với những bác mà trồng khoảng tầm 1.000 cây mà chỉ cần có 400.000 thôi mà mua hai gói cho ăn được 3 đến 4 tháng đấy thì quá là rẻ luôn mà về mùa mưa này ấy, phân ấy là nó sẽ tan chậm nó không sẽ không ảnh hưởng gì đến dễ Đấy thì cây nó phát triển rất là đẹp Phân là tan các bác này xem này em phủ rơm cho khỏi có phải có độ ẩm thì phải, thì phân nó mới tan các bác xem này dễ cây nó vẫn dễ quất nó vẫn lên này mà phân nó ngay trên mặt này đấy có nghĩa là phân rắc rất là nhiều nhưng không bị chết dễ này đây đây là dễ này đấy dễ quất nhá đấy, nộc vẫn tốt đấy. Nộc vẫn lên bình thường không ảnh hưởng gì để em xem sang cây này cây này dễ nhiều hơn một chút này đấy. Nộc vẫn lên bình thường không ảnh hưởng Bác có hỏi là bón phân dinan này thì phân nó chưa tan hết thì rễ quất nó có phát triển hay không? Thì hôm nay em mới thực tế là em ra vườn em vén rơm lên thì các bác xem. Đấy. Các bác nhìn thấy thực tế không? Rễ quất vẫn ăn lên trên mặt rất là nhiều luôn mà phân này các bác này. Đấy. Phân rất nhiều luôn nó chìm trong đất. Đấy, chìm hẳn trong đất mà rễ nó ăn, vẫn ăn lên trắng mặt đây này thì có nghĩa là cái phân zin này nó tan rất là chậm về mùa mưa các bác lúc nào cây cũng có độ nó cũng có phân ăn thì mình chăm sóc rất là dễ chứ mình không cần phải nhất thiết là bây giờ bón NBK có rất là nhiều loại nhiều bác tưới đậu tương được nhưng mà đậu tương này tưới nhiều khi các bác mà không kiểm soát được là đậu tương nó hay bị nấm dễ Đấy. thành ra là cũng rất là khó đối với một nhà vườn số một số nhà vườn thì em chia sẻ cách nhá. em bón phân thôi như em dùng một trăm là di nan nhá. có kích dễ di nan này à, phân di nan là quá là ổn rồi bác nào dùng thì cứ tin tưởng dùng em khẳng định luôn là không bao giờ no về rễ cây không bao nó no chạm dễ à, thì đối với những chậu uh, uh, tròn Đấy, quất trồng lên trên những chậu tròn hoa cũng bắt đầu đã nở rồi các bác ơi à. hoa đầu nộc bắt đầu nở thì cũng được bón phân di nan tương tự Đấy. cây vẫn nên rất là ổn không ảnh hưởng gì cây nên nộc vẫn xanh dài Đấy. các bác xem thực tế là chậu nhựa tròn này bón phân di nan đây Đấy. trời hôm nay hơi, hơi nắng thì ra nhìn nó cũng không được sắc nét cho lắm phân đã, tan rất là nhiều rồi Đây mé này đây, rất là nhiều này Động thành cục luôn đấy. Nhưng mà cây nó đã trương này các bác nhá Khi phân đã trương này thì phải có tầm từ một tháng đến trên một tháng Mới chưa được như này Mà cây đây nục lá hoa vẫn bình thường Em mình không bán phân Nhưng mà nhiều bác có hỏi là chăm sóc bằng phân nào cho tốt thì thực tế đây em cũng chia sẻ thôi nhiều bác cũng Chả chia sẻ về các cái cách nào các bác bón phân hay là phun thuốc đâu Clip của em đến đây xin kết thúc Các bác còn gì thắc mắc cứ bình luận bên dưới Em sẽ trực tiếp trả lời Xin chào tất cả các bác đã theo dõi clip của em